ân xuống đầy lòng chúng con là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời và đốt lửa kinh mến Đức Chúa Trời trong lòng chúng con. Chúng con xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con. Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời xưa đã cho Đức Chúa Thánh Thần xuống soi lòng dạy dỗ các thánh tông đồ, thì dạy chúng con cũng xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần lại xuống an ủi dạy dỗ chúng con làm những việc lành vì công nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen. Lạy Chúa, con tin thật có một Đức Chúa Trời là Đức thương phạt vô cùng. Con lại tin thật Đức Chúa Trời có ba ngôi, mà ngôi thứ hai đã xuống thế làm người, chịu nạn chịu chết mà chuộc tội cho thiên hạ. Bấy nhiêu điều ấy cùng các điều hội thánh dạy thì con tin vững vàng, vì Chúa là Đấng thông minh và chân thật vô cùng đã phán truyền cho hội thánh. Amen. Lạy Chúa, con trông cậy vững vàng vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu thì Chúa sẽ ban ơn cho con giữ đạo nên ở đời này, cho ngày sau được lên thiên đàng xem thấy mặt Đức Chúa Trời hưởng phúc đời đời. Vì Chúa là Đấng phép tắc và lòng lành vô cùng đã phán hứa sự ấy, chẳng có lẽ nào sai được. Amen. Lạy Chúa, con kính mến Chúa hết lòng hết sức trên hết mọi sự, vì Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng. Lạy vì Chúa thì con thương yêu người ta như mình con vậy. Amen. Lạy Chúa, Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng. Chúa đã dựng nên con và cho con Chúa ra đời, chịu nạn chịu chết vì con mà con đã cả lòng phán nên nỗi nghĩa cùng Chúa, thì con lo buồn đau đớn cùng chế ghép mọi tội con trên hết mọi sự. Con dốc lòng chưa cay và nhờ ơn Chúa thì con sẽ lánh xa dịp tội cùng làm việc đền tội cho xứng đáng. Lạy ơn ông Thánh Giuse, chúng con chạy đến cùng người trong cơn gian nan, chúng con mắc phải, chúng con đã kêu vang cùng dân thánh lúc bà là Đức đã làm đàn cùng người phù hộ gìn giữ chúng con, thì chúng con cũng lấy lòng trông cậy cho vững vàng mà xin ông Thánh Giuse bầu cử cho chúng con như vậy. Chúng con xin vì nhân đức kính mến mà người làm bạn cùng dân thánh đồng trinh mắt là Mẹ Chúa Trời và là Đấng chẳng mắc phải tội tổ tông truyền, cùng vì lòng thương người đã ấm lấy Đức Chúa Giêsu thì chúng con xin ông Thánh Giuse ghé mặt lại mà thương đến hội thánh
là phần sáng nghiệp Đức Chúa Giêsu đã lấy máu thánh mình mà chuộc. Lại xin người dùng sức mạnh thiêng liêng và quyền phép người mà giúp đỡ những sự chúng con còn thiếu thốn. Lạy Đấng đã coi xong Đức Chúa Giêsu cùng Đức Mẹ cho cẩn thận, thì chúng con xin người bênh vực con cái Đức Chúa Giêsu đã chọn. Lạy Cha rất thương yêu, chúng con xin người cất mọi sự dối trá cùng mọi tội lỗi cho chúng con khỏi mắc phải những sự ấy. Lạy Đấng rất mạnh đang ở trên trời, hãy gìn giữ chúng con, xin người rủ lòng thương mà che chở chúng con đang khi chiến trận cùng kẻ thù tối tăm là các ma quỷ. Như xưa người đã gìn giữ Đức Chúa Giêsu cho khỏi cơn hiểm nghèo thế nào, thì lạy chúng con cũng xin người cứu chữa lấy hồi thay cho khỏi các mưu kế giặc thù và các sự gian nan khốn khó như vậy. Cùng xin người hằng bầu cử cho chúng con được bắt trước người và trông cậy vì quyền thế người cho được giữ đạo cho tròn, cùng được chết lành và được hưởng phúc vô cùng trên thiên đàng. Amen. Thông trong thánh lễ, chúng ta tạ ơn Chúa Đức Mẹ Thánh Giuse xin cho gia đình bình an, cầu cho linh hồn Đa Minh và Anna. Đặc biệt chúng ta cùng hiệp lòng hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Giuse là người anh em của chúng ta, người là phó của giáo họ phục lễ vừa mới qua đời. Anh chị em chúng ta cùng hiệp lời cầu nguyện. Ông là một người chân thành và hết sức nhiệt tình với trách nhiệm trong vai trò làm phó của một giáo họ đứng thứ nhì của giáo xứ. Và đồng thời, ông cũng là một người rất được yêu mến bởi cái tính cách hiền diệu và luôn luôn
tiếp đãi với anh chị em của mình một cách hết sức là chân thành cặn kẽ. Chúng ta dâng lên Chúa con người đầy yêu mến này để xin Chúa thương đón nhận chính chúng ta, mà còn tỏ lòng yêu ông như vậy thì huống hồ là Chúa. Chúng ta tin điều đó, và giờ đây xin Chúa xét xử ông. Anh chị em ăn năn thống hối, chúng ta bắt đầu thánh lễ. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Anh chị em, hôm nay chúng ta mừng lễ trọng kính Thánh Giuse. Theo quy định của giáo hội thì ngày mai là ngày cuối cùng của năm đặc biệt kính Thánh Giuse. Thế nhưng ngày mai chúng ta mừng lễ trọng Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Vì thế cho nên chúng ta kết thúc sớm trong một ngày để hướng về Thánh Cả Giuse với việc mừng trọng thể kính nhớ Ngài. Xin Ngài chuyển cầu cho chúng ta. Xin Ngài với cả một năm qua, giáo xứ chúng ta tổ chức những giờ kinh, những giờ lần chuỗi, những giờ cầu nguyện, những giờ chầu vân vân để đặc biệt tôn kính Ngài, thì ước mong tất cả những điều đó đẹp lòng Ngài, và đặc biệt hơn nhờ với sự vừa lòng Thánh Cả Giuse càng yêu mến chúng ta hơn, càng cầu bầu cho chúng ta nhiều hơn. Và đặc biệt trong thánh lễ này, không chỉ anh chị em hiện diện mà còn là biết bao nhiêu người tham dự qua trực tuyến cũng được Ngài cầu bầu cho, cũng được Ngài yêu thương, nâng đỡ, chở che. Vậy giờ đây chúng ta xin Thánh Cả chuyển cầu, còn anh chị em ăn năn thống hối để dâng thánh lễ sốt sắng. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con. Vì chúng con đã xúc phạm đến Chúa. Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con. Và ban ơn cứu độ cho chúng con. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời và hiện hàng dưới thế cho người thiên thần. Chúng con ca ngợi Chúa. Chúng con chúc tụng Chúa. Chúng con thờ lạy Chúa. Chúng con tôn vinh ta Chúa, vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa, ta Thiên Chúa, ta vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy Con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhầm lời chúng con cầu ơn. Chúa ngự bên hữu
ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã giao phó Đức Giêsu cho thánh cả Giuse và thánh nhân đã trung thành gìn giữ trong giai đoạn đầu của công trình cứu độ. Xin nhận lời thánh nhân cầu thay nguyện giúp cho giáo hội biết luôn luôn cộng tác với Đức Giêsu để hoàn tất công trình người đã khởi đầu. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen. Bài trích sách Samuel quyển thứ 2. Trong những ngày ấy, Chúa phán cùng Na-than rằng: Hãy đi nói với David tôi tớ ta, khi ngày của ngươi đã viên mãn, ngươi sẽ ân nghỉ với các tổ phụ ngươi. Sau đó ta sẽ cho mưu duệ ngươi lên kế vị, và ta sẽ làm cho triều đại người được vững bền. Chính người sẽ xây cất một ngôi nhà để kính danh ta, và ta sẽ làm cho ngôi báu triều đại người được củng cố đến muôn đời. Ta sẽ là cha của người, và người sẽ là con ta. Nhà của ngươi và triều đại của ngươi sẽ vững chắc đến muôn đời trước mặt ta. Ngôi báu ngươi sẽ vững bền mãi mãi. Đó là lời Chúa. Ta ơn Chúa. Chúa sẽ ca ngợi tình thương.
Bài chức thơ Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Roma. Anh em thân mến, không phải nhờ lề luật mới có lời hứa ban cho Abraham hay dòng dõi của ông trở lên kẻ thừa kế thế gian, nhưng là nhờ sự công chính của đức tin. Vì thế, do đức tin được coi như là theo ân sủng, lời hứa cho mọi dòng dõi được vững bền, không phải chỉ cho kẻ sinh bởi lề luật, mà còn cho kẻ sinh bởi đức tin của Abraham, tổ phụ của mọi người chúng ta. Như có lời chép rằng: ta đã đặt ngươi làm cha nhiều dân tộc. Trước mặt Thiên Chúa, đứng ông đã tin, đứng cho kẻ chết sống lại, và kêu gọi cái không có như có. Mặc dầu tuyệt vọng, ông vẫn tin rằng mình sẽ trở thành cha nhiều dân tộc, như có lời đã phán với ông rằng: dòng dõi ngươi sẽ như thế. Vì vậy, ông đã được kẻ như sự công chính. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Alleluia, Alleluia. Cùng cho những ai ngủ nơi nhà Chúa, mà luôn luôn được hát mừng Ngài. Alleluia. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Ma-thê-ô. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Gia-cóp sinh Giu-se là bạn của Maria, mẹ của Chúa Giêsu gọi là Đức Kitô. Chúa Kitô giáng sinh trong hoàn cảnh sau đây: mẹ người là Maria đính hôn với Giuse trước khi về chung sống với nhau đã thụ thai bởi phép Chúa Thánh Thần. Giuse bạn của bà là người công chính, không muốn tố cáo bà nên định tâm lìa bỏ bà cách kín đáo. Nhưng đang khi định tâm như vậy thì Thiên Thần hiện đến cùng ông trong giấc mơ và bảo: hỡi Giuse con vua David, đừng ngại nhận Maria về nhà làm bạn mình, vì Maria mang thai là bởi phép Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh hạ một con trai mà ông đặt tên là Giêsu, vì chính người sẽ cứu dân mình khỏi tội. Khi tỉnh dậy, Giuse đã thực hiện như lời Thiên Thần Chúa truyền. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa anh chị em, Thánh Giuse có rất nhiều những đặc điểm và những nhân đức. Hôm nay, nhân dịp chúng ta cử hành trọng thể lễ Thánh Giuse để kết thúc năm đặc biệt kính Thánh Giuse, tôi gợi ra với anh chị em hai điểm này mà có lẽ tôi cho là hai điểm nổi bật trong cuộc đời của thánh cả Giuse, đáng để chúng ta học tập mà trở thành người công chính như Ngài. Điểm thứ nhất đó là Thánh Giuse con người của sự vâng phục thánh ý Chúa một cách tuyệt đối. Tại sao tôi dám khẳng định Thánh Giuse vâng phục thánh ý Chúa một cách tuyệt đối? Anh chị em thân mến, tôi tin rằng Thánh Giuse ở gần bên Chúa, và luôn luôn Thánh Giuse cũng hiểu được ý Chúa muốn mình điều gì. Cho nên trong tất cả mọi biểu hiện, mọi hành động, Thánh Giuse cho thấy
mình trở thành con người của sự nhanh nhạy trước thánh ý Chúa. Nếu anh chị em đọc lại mà xem trong tất cả các trang tin mừng về thời Giáng sinh của Chúa Giêsu, thì ngay cả đối với tư tế Gia-ca-ri-a là cha của Thánh Gioan Tẩy Giả, cũng được thiên thần đích thân hiện ra để loan báo cho tư tế biết ông sẽ có con. Và thiên thần đấy chính là tổng lãnh Gabriel, ghê lắm, lớn lao lắm, không phải vừa, đứng tổng lãnh đến với một con người. Rồi Đức Trinh Nữ Maria cũng vậy, thiên thần đến nhà Đức Trinh Nữ và chào Đức Mẹ bằng những lời chào vô cùng trang trọng: kính chào bà đầy ơn phúc, Chúa ở cùng bà, vân vân, để ngỏ lời với Đức Mẹ. Nhưng Thánh Giuse thì sao? Khi Đức Mẹ và Thánh Giuse đến với nhau trong việc đính hôn, Thánh Giuse khám phá ra Đức Trinh Nữ Maria đang có một bào thai trong lòng mình, thì với cái tâm của mình bảo vệ mạng sống của Maria. Bởi vì ngày ấy nếu mà Thánh Giuse tố cáo: trước khi Maria về ở với tôi đã có bầu rồi, thì theo luật Do Thái, người phụ nữ có bầu trước khi có chồng phải bị ném đá. Thánh Giuse bảo vệ mạng sống không chỉ của Đức Mẹ mà còn của cả hai mẹ con. Thì lúc bấy giờ Ngài chọn cái cách âm thầm bỏ đi. Anh chị em thấy thiên thần có hiện ra không? Không. Trong giấc mơ của mình, Thánh Giuse được báo mộng bào thai Giêsu ở trong lòng Maria là Thiên Chúa làm người. Báo mộng, Thánh Giuse đã tin tưởng, đã đón nhận điều mà mình được báo mộng để đón nhận Đức Trinh Nữ Maria, không hề đặt vấn đề, không hề có ý kiến. Đến khi những năm tháng ở với Đức Mẹ, hay đúng hơn những ngày tháng ở với Đức Mẹ, cho đến lúc Đức Mẹ bắt đầu sinh nở, Thánh Giuse cặm cụi đi bên Đức Mẹ để bảo vệ, để gìn giữ, để chở che, hiểu được thánh ý Chúa. Đến lúc đang đêm, cũng lại đang đêm, cũng lại một lần nữa trong giấc mộng, được báo mộng là phải trỗi dậy ngay để đưa hài nhi Giêsu và mẹ của người đi sang Ai Cập, bởi vì bạo vương Hê-rô-đê đang tìm giết chết hài nhi. Thánh Giuse lại một lần nữa cặm cụi trong đêm tối, không phải là đi từ nơi này đến nơi kia vài km, mà là vượt biên giới ra khỏi Palestine để sang trú ngụ ngoại quốc nước Ai Cập. Thánh nhân đã cặm cụi một cách ân cần bảo vệ cả hai mẹ con, mà cũng không hề có một tiếng than thở van nài gì cả. Rồi đến khi vua Hê-rô-đê chết, A-kê-lao con của Hê-rô-đê lên nắm quyền, Thánh Giuse nghe biết đã bạo vương Hê-rô-đê kẻ tìm giết hài nhi Giê-xu đã chết rồi. Thế thì trong báo mộng, cũng lại một lần nữa trong cuộc báo mộng từ đất Ai Cập, Thánh Giuse cặm cụi đưa Đức Mẹ và Chúa Giêsu trở về. Không thể, không dám, đúng hơn là không dám sống ở Jerusalem, bởi vì cũng sợ A-kê-lao cũng là một bạo chúa như cha của ông ta. Thành ra đưa Đức Mẹ và Thánh Giuse về lại Nazareth, quê hương của Đức Trinh Nữ Maria, để rồi từ đó Ngài ở bên cạnh con mình, săn sóc chăm chút từng tí một, và Chúa Giêsu đã thực thụ trở thành con của thánh cả Giuse.
cả những điều đó cho thấy Thánh Giuse có một lòng tin mãnh liệt, một lòng tin dứt khoát, một lòng tin mạnh mẽ. Đó là bài học cho mỗi chúng ta. Bởi nếu không thấy được Chúa ân cần với mình, nếu không có được sự tâm giao trong đức tin giữa mình với Chúa, thì dễ gì thực hiện một giấc mơ. Anh chị em và tôi trong cuộc đời này mơ bao nhiêu lần, thế mỗi một lần mơ chúng ta lại cứ khăn gói chạy theo giấc mơ đâu. Nhưng phải biết rằng và chắc chắn rằng đó là ý Chúa muốn. Thánh Giuse mới thực hiện những điều mà mình nằm mơ. Phải có cái gì đó ghê lắm, thao thức lắm, thôi thúc lắm, Thánh Giuse mới có thể giấc mơ, mới có thể sống những điều trong giấc mơ đã thể hiện. Và tôi cho đó là đức tin, một đức tin vô cùng mạnh mẽ, một đức tin khác thường, một đức tin vĩ đại, một đức tin ngoan cường, một đức tin làm kiểu mẫu cho đời sống đức tin của anh chị em và tôi. Để chúng ta tin tưởng chắc chắn vào Chúa mọi nơi mọi lúc trong cuộc đời này, dẫu là đêm hôm, dẫu là ban ngày, dẫu là đường xá mình đi trơn tru, dẫu là lúc mình đi gặp gần, dẫu là những lúc biển đời của mình đầy sóng gió, hay những lúc băng bằng phẳng như mặt hồ mùa thu, thì tất cả những ngày tháng ấy, anh chị em và tôi nhìn lên thánh cả Giuse để nhìn thấy đức tin của Ngài. Chúng ta một lòng theo Chúa đến cùng trong đức tin. Điều chắc chắn mà chúng ta phải luôn luôn nói với nhau và phải luôn luôn quả quyết một cách mạnh mẽ với nhau, đó là dẫu theo Chúa, dẫu một lòng yêu mến Chúa, không bao giờ chúng ta đứng ngoài đau khổ. Đức mẹ Maria và thánh cả Giuse theo Chúa và ở bên Chúa cặm cụi suốt đời mình, nhưng vẫn không hề đứng ngoài những cuộc đau khổ. Cho nên anh chị em và tôi đừng bao giờ cho rằng tôi thờ Chúa để tôi được khỏi phải khổ đau. Đừng bao giờ xin ơn bình an theo nghĩa là không có sóng gió nào trong cuộc đời, không có đâu. Đừng mong, mà bình an có nghĩa là nội tâm chúng ta chấp nhận cái cơn sóng gió ấy đi cùng với Chúa như thánh cả. Đấy mới là bình an thật sự mà chúng ta cần Chúa ban. Còn anh chị em đi đến xin lễ, thưa cha cho con xin ơn bình an, cho gia đình con bình an, theo nghĩa nào? Nếu anh chị em muốn bình an là đừng có bệnh tật, là đừng có sóng gió trong đời, tôi chắc chắn anh chị em thất vọng. Bởi Chúa không để cho chúng ta yên đâu, mà chúng ta được mời gọi vác thập giá với Chúa. Đức mẹ và thánh Giuse có ai gần các ngài, có ai gần Chúa như các ngài đâu. Nhưng càng gần Chúa thì sóng gió càng dồn dập. Thành ra học lấy bài học của đức tin nơi thánh cả Giuse, tôi lặp lại: một đức tin ngoan cường, một đức tin vĩ đại, một đức tin kiểu mẫu cho lòng tin của chúng ta. Và điều thứ hai, ngoài sự mạnh mẽ trong đức tin, đó là lòng vâng phục thánh ý Chúa tuyệt đối. Bởi từ khi Chúa Giêsu sinh ra làm người trong cuộc đời này, một mình thánh Giuse chăm sóc dưới ngôi nhà của thánh Giuse, chỉ là một ngôi nhà với những con người hết sức thấp bé, không có tiếng nói, không có quyền lực gì cả. Thánh Giuse bên cạnh con mình, nuôi dưỡng con mình dưới mái nhà nghèo ấy hàng ngày, với cái bàn, cái tủ, với cái búa, cái kềm. Ngài đã làm cho gia đình của Ngài không phải là giàu có, không phải là sang trọng, không phải là sống hơn người trên một địa vị, mà Ngài đã lãnh đạo gia đình của Ngài trong ơn thánh Chúa, nhờ sự vâng phục tuyệt đối thánh ý ấy. Để nếu Chúa muốn điều gì, thánh Giuse chấp nhận điều ấy. Để ở bên cạnh Chúa Giêsu, thánh Giuse thực sự là một người cha. Dẫu Chúa Giêsu là Chúa, nhưng trước mắt Ngài
Chúa Giêsu vẫn là người con để tất cả mọi người Do Thái quanh vùng. Thánh Giuse đang sống đấy, ở cái quanh vùng đấy đấy, người ta gọi Chúa Giêsu là con của bác thợ mộc. Thánh Giuse chấp nhận và không hề có một tiếng phản đối nào. Sự vâng phục thánh ý Chúa trong lòng tin hết sức mạnh mẽ của thánh nhân là một bài học cho chúng ta hôm nay, để anh chị em nói rằng mình tin Chúa thì mình cũng phải vâng phục thánh ý Chúa. Nhờ vâng phục thánh ý mà mình can đảm đón nhận và đối đầu với sóng gió trong đời mình. Để thánh Giuse sống thế nào, chúng ta cũng sẽ sống thế ấy. Và nếu thánh Giuse đã được Chúa ân chuẩn trong nước thiên đàng với ân nghĩa trọng đại thế nào, thì chúng ta bước theo con đường thánh Giuse đi, chúng ta cũng sẽ được đầy những điều hết sức tốt đẹp và lành thánh như tấm gương mà Ngài để lại cho chúng ta. Một lần nữa ôn lại những gì thánh Giuse đã sống, nơi con người của sự mạnh mẽ trong đức tin và lòng vâng phục Chúa này, thành một kiểu mẫu, thành một bằng chứng, thành một tấm gương. Anh chị em và tôi nhìn vào đó để luôn luôn đi cùng Chúa của mình trên con đường thánh thiện, trên con đường nhân đức, nhất là trong những ngày tháng làm người nơi trần gian. Chúng ta có thể chấp nhận mọi biến cố xảy ra. Đừng bao giờ, tôi nhắc lại là đừng bao giờ khi gặp phải thử thách thì vội trách Chúa. Tại sao Chúa để cho con thế này? Chưa gì chúng ta lại trách Chúa rồi. Nhìn những con người sống thánh thiện bên cạnh Chúa vẫn đầy những gian nan, vẫn đầy những khó nhọc. Có ai mà, tôi nói thật anh chị em và tôi, có đau khổ cách mấy nhưng chưa bao giờ bị người ta đe dọa ai đó giết chết con mình? Anh chị em có thấy cái nỗi đau nào cho bằng nỗi đau mà người ta đe giết chết con không? Và thánh Giuse đối diện với điều đấy, Đức Mẹ đối diện với điều ấy. Và sau này thật sự trong bàn tay Đức Mẹ là người con đã bị giết thật sự. Vậy chúng ta có nỗi ảm đạm nào đến nỗi như vậy không? Hãy nhìn lên các Ngài để học lấy những đau khổ và học lấy sự vâng phục cũng như đức tin mạnh mẽ của các Ngài. Anh chị em tuyên xưng đức tin. Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là con một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng tôi bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai, sinh với bà Maria đồng trinh, chịu nạn đời quan phong Si-ô Phi-la-tô, chịu đóng đinh trên cây thánh giá, chết và tàn sát, xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng. Ngày sau bởi trời lại xuống, phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có hội thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh không công. Tôi tin phép tha tội, tôi tin sao lại người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống vậy. Amen. Anh chị em thân mến, thánh cả Giuse là người đã sống bên cạnh Chúa với tất cả lòng tin và sự vâng phục thánh ý trong đức tin ấy. Những lời cầu nguyện hôm nay, chúng ta xin cho tất cả chúng ta học lấy nơi thánh cả, để dẫu cho cuộc sống của mình có những hoàn cảnh nào thì chúng ta vẫn một lòng tin tưởng và vâng phục
thánh ý Chúa trong đời mình suốt hết mọi ngày chúng ta sống. Hội thánh luôn mời gọi các Kitô hữu, đặc biệt là các người cha trong gia đình, xem thánh Giuse là một gia trưởng gương mẫu về mọi mặt và cố gắng noi gương người. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các người cha trong gia đình biết cố gắng sống trọn vẹn những gì Hội thánh đã dạy. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa làm lời cho con. Thánh Giuse luôn lao động cần cù để nuôi dưỡng thánh gia, cũng như để làm tròn thánh ý Chúa. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi người đang sống trên trái đất này biết dùng lao động trí óc và chân tay mà thực hiện ý Chúa, là làm chủ vũ trụ thiên nhiên Chúa đã dựng nên. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhầm lời cho con. Thánh Giuse là bổn mạng của Hội Thánh Việt Nam. Chúng ta hiệp lời cầu xin người chuyển cầu cùng Chúa ban cho Hội Thánh tại Việt Nam vượt qua được mọi sóng gió và phát triển không ngừng. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhầm lời cho con. Đường lối của Chúa khác xa với những suy nghĩ tầm thường của loài người. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta biết noi gương Thánh Giuse, luôn vâng theo thánh ý Chúa, dù nhiều lúc không hiểu được ý định nhiệm màu của người. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhầm lời chúng con. Lạy Chúa Cha là đấng toàn năng thánh thiện, thánh cả Giuse là gương mẫu tuyệt hảo cho tất cả chúng con về đời sống tin cậy mến và cần lao. Xin cho các gia đình luôn noi gương thánh nhân, bình tĩnh và hiền hòa để sống với nhau trong tình yêu mến. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để cao tôn tôn vinh danh Chúa và mời cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh. Lạy Chúa, xưa thánh cả Giuse đã hết lòng phục vụ Đức Kitô con một Chúa, đấng sinh làm con Đức Trinh Nữ Maria. Nay xin Chúa cũng rộng lòng ban cho chúng con một tâm hồn trong sạch ngay thẳng,
để cử hành lễ tế tại bàn thờ này, chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên, chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta, thần là chính đáng, lạy Cha chí thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và xin ơn cứu độ cho chúng con. Trong ngày lễ trọng kính Thánh Giuse, chúng con cùng tung hô chúc tụng và ca ngợi Cha. Thánh Giuse là người công chính, Cha đã cho kết bạn với Đức Trinh Nữ Mẹ Chúa Trời. Thánh Nhân là tôi tớ trung tín và khôn ngoan, Cha đã trao phó Thánh Gia cho người coi sóc để người thay quyền Cha gìn giữ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con là con một Cha đã nhập thể bởi quyền năng Chúa Thánh Thần. Vì thế toàn thể thiều triều thần thiên quốc cùng ca ngợi, tôn thờ, kính sợ và hân hoan chúc tụng Cha uy linh. Xin cho chúng con được đồng thanh với các ngài thành khẩn tuyên xưng rằng: đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên cao tầng trời, Chúa tôn đấng ngự đến nhân danh Chúa, hoan hô Chúa trên cao tầng trời. Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chiêu khô hình, người cầm lấy bánh tạ ơn, bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con lạy truyền Chúa chịu chết và tìm sống, Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhang và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa
cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến Hội Thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn Hội Thánh trong Đức Mến cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, hai Đức Giám Mục Giuse và Phêrô chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin nhớ đến các tôi tớ Chúa là Giuse mới qua đời, Đa Minh Maria mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhang Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chướng cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin oái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin oái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển tri muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Lạy Chúa con sống. Lạy Chúa Thiên Chúa đấng xa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Chúa Thiên Chúa đấng xa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Chúa.
chiên Thiên Chúa đầy đấng xóa tội trần gian. Phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đón Chúa đưa vào nhà con, nhưng xin Chúa phát một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Xin bình thánh Chúa Kitô gìn giữ con cho con được sống muôn đời. Xin mẫu thánh Chúa Kitô gìn giữ con cho con được sống muôn đời. Lạy Đức Chúa Giêsu, con tin thật Chúa ngự trong phép mình thánh. Con kính mến Chúa trên hết mọi giờ, cùng ước ao chịu lấy Chúa trong linh hồn con. Song lẽ bây giờ con chẳng có thế mà chịu Chúa cho thật được, thì xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng vậy. Chẳng khác gì như Chúa đã ngự vào thật, thì con xin ấm lấy cùng hợp làm một cùng Chúa cho trọn. Xin Chúa chớ để cho con lìa bỏ Chúa bao giờ. Amen. Dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, trong buổi lễ mừng thánh cả Giuse, Chúa đã cho cộng đoàn chúng con được no thỏa tại bàn tiệc thánh này. Xin bảo vệ chúng con luôn mãi và duy trì nơi chúng con những ân huệ của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Anh chị em thân mến, trong ngày kết thúc năm kính thánh Giuse, hội thánh rộng ban ơn toàn xá, và vì thế cho nên chúng ta đọc một kinh lạy cha, một kinh tin kính và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nương Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tăng vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là con một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng tôi, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà Người xuống thai, sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nạn đời quan phong Siô Pilato, chịu đóng đanh trên cây thánh giá, chết và tang sang xuống ngục tổ tông. Ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, nên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tăng vô cùng. Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có Hội Thánh Hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công, tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống vậy. Amen. Chúng ta cùng hợp ý với Đức Thánh Cha trong lời cầu nguyện của Ngài. Anh chị em thinh lặng một chút để hiệp thông. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng Cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Ngày mai thì như đã thông báo, buổi sáng thánh lễ bình thường, buổi trưa 10 giờ chúng ta dâng thánh lễ mừng bổn mạng của giáo họ phục lễ, lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Và vì đã có hai thánh lễ cho ngày mai, thành ra chiều không có lễ. Lễ xong, chúc anh chị em đi bình an. Tạ ơn Chúa. Ngay sau thánh lễ này, tôi sẽ đến nhà của anh Hiến để làm phép hài cốt của anh. Anh đã được hỏa táng và người ta đã đưa tro cốt của anh về nhà. Anh chị em có thể đến cầu nguyện trong những ngày sắp tới. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.